chào quý vị, mời quý vị cùng theo dõi bản tin dự báo thời tiết nông vụ trên kênh VTC16. Hôm nay ngày 21 tháng 11, miền Bắc tăng nhiệt vào ban ngày với nhiệt độ cao nhất trên 28 độ và toàn miền Bắc thì ít mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng và đêm trời rét, vùng núi cao cần đề phòng có nơi xảy ra sương muối. Dự báo hình thái thời tiết trên còn duy trì nhiều ngày tới ở các tỉnh miền Bắc. Tại miền Trung thì khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế thì ngày mai trời sẽ tiếp tục có nắng, đêm không mưa. Riêng ở phía Nam thì có mưa ở một vài nơi, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3. Sáng và đêm thì trời rét. Dự báo khu vực Nghệ An đến Thừa Thiên Huế từ ngày 23 cho tới ngày 24 tháng 11 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Sáng và đêm trời rét. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày mai trời nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông ở một vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Chuyển sang thời tiết tại Tây Nguyên và Nam Bộ, vẫn tiếp tục chuỗi ngày có nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông ở một vài nơi, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Dự báo khoảng từ đêm 24 đến 27 tháng 11, ở khu vực Tây Nguyên cũng như là ở khu vực Nam Bộ có khả năng xảy ra mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to. Chuyển sang thời tiết ở trên biển, ngày và đêm mai 22 tháng 11 thì vùng biển phía đông bắc của khu vực Bắc Biển Đông và vùng biển từ Ninh Thuận đến Cà Mau có gió đông bắc mạnh cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, sóng biển cao từ 2 cho tới 3 mét và biển động. Toàn bộ tàu thuyền cũng như là các hoạt động khác tại các vùng biển trên thì đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn. Thưa quý vị, Sơn La là địa phương dẫn đầu cả nước về diện tích gieo trồng và sản lượng ngô hàng năm. Với đặc tính nhu cầu sử dụng nước tưới không cao, ít công chăm sóc, phù hợp với địa hình đồi núi có độ dốc lớn, cây ngô đang thực sự trở thành người bạn đồng hành tin cậy giúp nông dân Sơn La nói riêng và các tỉnh Trung Du miền núi phía Bắc nói chung thoát nghèo bền vững. Tuy nhiên, năm 2023, thời tiết diễn biến bất thường đã khiến cho hoạt động sản xuất ngô của người dân trên địa bàn tỉnh Sơn La gặp nhiều khó khăn. Hiện chưa có con số thống kê cụ thể về thiệt hại năng suất vụ ngô này tại Sơn La. Tuy nhiên, theo các ngành chức năng thì diện tích ngô không ra bắp hoặc ra bắp nhưng kết quả hạt lép là rất lớn. Và để tránh lặp lại hậu quả đáng tiếc này cho những vụ ngô tiếp theo thì bà con cần lưu ý thực hiện các biện pháp canh tác cụ thể như sau. Đầu tiên thì cần tuân thủ tuyệt đối khung lịch thời vụ gieo trồng ngô theo khuyến cáo của cơ quan chuyên môn tại địa phương và để tránh giai đoạn ngô chỗ cờ phun dâu lại gặp mưa sẽ dễ xảy ra hiện tượng ngô không hạt. Không trồng quá dày khiến cho cây không thể lấy được ánh sáng và phát triển chậm chạp. Khoảng cách cây phù hợp để trồng ngô là từ 25 cho tới 30 cm. Mua những giống ngô đã được công nhận là giống quốc gia ở những địa chỉ cơ sở uy tín. Sau khi trồng ngô được khoảng 1 tháng thì ở vị trí xung quanh sẽ có rất nhiều cỏ. Bà con cần quản lý tốt cỏ dại trong ruộng ngô và cung cấp đầy đủ nước tưới cho cây. Bón phân đạm, lân cân đối, tránh bón thừa thì cây ngô sẽ dễ bị chết vì quá nhiều chất dinh dưỡng. Và cuối cùng sẽ là những thông tin thời tiết cụ thể tại các vùng vào ngày mai. Mời bà con cùng theo dõi.